đẹp ha. Ôi, đẹp ghê á, dễ thương. Tôi mà còn trẻ rồi tôi lấy cái này tôi bận luôn. Siêu đẹp luôn đấy. Ừ. Mà bà Nhi này, hả? Nếu như mà ban đêm bà mặc cái áo này đứng giữa đường là hơi bị xuất sắc. Ban đêm đứng giữa đường, bộ nói tôi là ma hả? Thế bà cũng chả được nhìn đẹp như ma đâu. Này, bà chỉ cần mặc cái áo đấy đứng giữa đường là đèn đường tắt hết, bà vẫn tỏa sáng. Cảm ơn, cảm ơn. Không cần tỏa sáng đâu, đứng lại dậy cho em coi live stream em lấy xu coi. Nè, bà mở cái live stream mình lên đi ha. Nó có thưởng là 100 xu. Mấy phút, mấy giây là có 100 xu đã lắm. Đây nè. Ý, live stream kem trộn. Em mà mua 2 tặng 1. Thị trường bây giờ kem nào mà chẳng trộn hả các chị? Quan trọng là chọn chất lượng cao hay chất lượng thấp. Nó nói đúng ha. Mua đi. Để tôi hỏi nó coi. Tôi hỏi nó coi. Thôi. Tôi hỏi nó coi ha. Tôi chả tin cái này lắm. Để hỏi nó đã. Bao nhiêu một hũ vậy em? Chị Nhi hỏi em là bao nhiêu tiền một hũ? Bên em đang khuyến mãi mua 2 tặng 1 nha các chị. Chị em một hũ là 350 ngàn. 350k một hũ. Đắt quá, đắt quá. Khoan, mua 2 hũ tặng 1 hũ là 3 hũ. 3 hũ mà có 700 ngàn mà mắc cái gì? Nhưng mà nhà tôi không yên tâm lắm. Tôi nghĩ là nó bán trên này thì nó không đến nổi đâu bà ơi. Tôi coi coi. Để tôi trả lời ha. Bao lâu thì nó đẹp hả em? Ủa, nó trả lời nè. Chỉ cần 1 tuần thôi. 1 tuần là trắng đẹp luôn kìa. Gì mà như thần tiên thế? Không có, bây giờ kem nó vậy không đó bà. Nó làm hay lắm. Không biết cái thế hệ mới này nó làm cái giống gì đó. Hay đó. Nếu mà tôi bôi vào là tôi một tuần lễ bà sẽ trắng. Mua 2 tặng 1 chốt không? Thế thì mua cho tôi 1 hũ đi. Chốt ha. Ừ. Ê, mua 2 đi tặng 1 là được 3 hũ. Ừ, bà lấy 2 hũ đi, tôi lấy 1 hũ. 700 ngàn mình chia làm 3. Ừ, chốt luôn. Chốt. Đúng rồi, cái này là mai nhớ nhắc tôi giao nghe. Hai cái này treo ở đâu? Kiếm chỗ nào để quần nó treo. Cái gì cũng hỏi hết á. Làm như mới làm gì không bằng vậy. Ở đây đi. Ây dạ. Bị sao thế? Nó hơi ngứa ngứa chăm chích. Chắc nó đang lột da để mình trắng đấy. Sắp đẹp rồi, cố lên. Cố lên. Ấy. Em xinh tươi như bông như hoa. Cái thằng Tiến hôm nay đi đâu mất biệt, không thấy mặt mày đâu hết ta. Còn đây. Trời là trời, con nói thiệt nha. Mỗi lần mà con về tới tiệm không bao giờ thấy nghe mẹ khen con. Mẹ chỉ toàn la lối hoặc là mẹ nói xấu con thôi à. Con ma dễ sợ không? Mới nhắc cái xuất hiện liền rồi tính gọi cho con nè. Đi đâu hổm rài vậy? Có đi đâu đâu. Cái gì vậy? Cái gì mà ngạc nhiên nhìn nè. Gì thế? Cô Hậu đây. Con biết cô Hậu rồi, con biết cô Hậu rồi. Kể con đi luôn. Trời ơi. Mày nhìn vui không? Thấy ghê quá. Ừ, nhìn. Nó giống như mấy bà chăn heo. Mẹ nhìn lại. Mẹ cũng y xì vậy luôn á. Ủa mẹ đâu có cái này. Ừ, chỉ mà, có cái này thôi. Mà sao tự nhiên hai người làm gì thì bịt khẩu trang chứ bịt vậy. Người ta dặn là phải che chắn như thế này thật là kỹ lưỡng. Trong vòng 1 tuần thôi. Chỉ cần 1 tuần thôi là sẽ đẹp như tiên. Người ta dặn người ta là người nào? Người bán kem, kem trộn. Kem trộn. Ừ, đẹp lắm. Kem trộn. Này, chỉ cố gắng trong vòng 1 tuần thôi mà mình đã trở thành tiên nha rồi đấy. Nó đang có tác dụng của con. Nó đang chấm tích chắc nó rồi. Là hũ kem này đó hả? Ừ. Nói. Kem gì con thấy không có nhãn mát, không có thương hiệu. Đây. Con nói gì vậy nè? Đây nè. Đây, có chữ màu vàng luôn. Hiểu gì lạ quắc vậy? Con, ta bán trên mạng nghe, live stream rần rần nha. Bao nhiêu người coi nha. Kem gì con thấy gì có hột đen quá trời đây nè. Trời ơi, cái đấy là cái chất tinh chất, tinh chất. Nó đen quá trời, có gì nè. Cái gì đây. Trời ơi, cái gì đây. Nguyên một con ruồi, chị Hầu ơi. Trời đất ơi. Nguyên một con ruồi luôn nè. Nè. Cái thằng này. Cái gì đó? Một cái hũ kem của người ta mấy trăm nghìn. Bây giờ nó bỏ con ruồi vào cái hũ kem của mình. Cái tài khóc cái gì mà xoài hết đường gì nè. Con ruồi nó mới bu nè. Ê, rớt vô đây à. Mẹ của Hậu có vô lý quá không? Con bước vô đây là tay chân sạch sẽ. Con mới nhìn thấy hũ kem. Rồi con nhét cái ngón tay thiệt là sâu dưới đáy hũ kem mới con dứt con ruồi này lên. Làm sao có chuyện nào mà tự nhiên con ruồi tay con đem mà đem dây hũ kem. Trời cái ơi. Tay con nó dính con ruồi. Rồi con lấy cái tay con thò vào cái hũ kem.
con khẳng định với cô Hậu luôn, con mới vừa rửa mặt xong con bước vô đây mà làm gì tay con dính cái gì, con rửa mặt rửa tay sạch sẽ lắm mới bước vô đây. Thôi, đi rửa tay cho tôi nhanh lên. Nhưng mà kệ nó rồi cũng được nữa, cái hũ kem này 350 ngàn của mẹ, mẹ với cô Hậu xài nè, tuần lễ là trắng thôi. Mặt bữa nay được 6 ngày rồi nè, con nhìn thử coi. Hậu mở cho nó coi coi, nhìn thử trắng không ha. Con xem thử xem trắng được miếng nào chứ. Cái gì vậy? Sợ quá sợ, lấy vô bỏ trốn luôn á. Đây, cô thì thế nào? Cái gì vậy? Sao á? Thế mặt của ba như con quỷ. Hậu mua bán em tầm 7, tầm 3 trên mạng thì xích vô chắc nó chỉ ứng gì rồi đó. Hả? Ôi Thảo nào, bà bảo châm chích. Còn tôi thì cũng chích châm. Ôi tôi chết rồi. Bây giờ làm sao? Sao ai biết làm sao? Không bảo thế nào, chả biết làm sao. Được rồi, mẹ với cô Hậu cứ an tâm, mọi chuyện cứ để cho con lo. Con lo cho mẹ đi. Bây giờ đề nghị mẹ và cô Hậu cung cấp cho con cái tên của cái trang web bán hàng. Tên là tên gì? Bà nhớ không? Đây. Đó là cái gì? Đây. Kem trộn gì đó? Xỉ lẻ kem trộn. Xỉ lẻ kem trộn. Không có. Kem trộn xỉ lẻ. Kem trộn xỉ lẻ. Không thấy. Trộn kem xỉ lẻ. Cái gì vậy? Lẹ. Không thấy, không có, không trời biết luôn. Ơi, bà nhớ không vậy? Kem ký. Kem ký. À, có. Đúng rồi. Rồi nó có. Rồi. À, đây. Bắn giống liền. À, nó có mùi dâu nè, mùi bơ, mùi mít, mùi cà phê sữa. Bây giờ mẹ với cô Hậu chọn mùi nào? Mùi khoai môn đi. À, có khoai môn luôn. À, có khoai môn mà con quên. Tôi thích mít hơn. Mít khoai môn. Vậy là một ký mít, một ký khoai môn. Không, cái gì vậy? Mình đang kiếm cái kem xích mặt mà. Con bảo cái gì mà mình ký? À, đây nó bán kem ký là ăn á, kem đi ăn á. Trời ơi, cái thằng này. Sao con nỡ đùa trên sự đau khổ của mẹ con và cô thế này? Rồi, cô nhớ rồi. Nhớ gì, cái tên không? Nhớ tên chưa? Vua kem trộn. Vua, có chữ vua nữa. Vua. Cái này là chắc chắn đúng, cô nhớ chính xác rồi. Ok, vua. Đây, có rồi. Đây, để con. Đây. Làm gì vậy? Có chụp hình mẹ với cô Hậu lại. Thả tim mà. Rồi, chụp qua không cần thiết đâu. Con bắn qua đây. Rồi. Cái gì đây? Ôi trời ơi, con bắn cái hình của mẹ với cô Hậu sao quát qua bên đó để làm cái gì? Con gửi qua bên đó phải chịu trách nhiệm với mình. Đúng không? Con làm đúng mà. Con gửi đi. Shop bán kem ơi, shop bán kem chịu trách nhiệm như thế nào với hai cái bản mặt này? Trời ơi, bản? Sao nói mẹ là bản mặt? Tôi xin lỗi. Chịu trách nhiệm làm sao với hai gương mặt cả hai này? Đấy. Để coi tôi xử sao. Trả lời chưa con? Hả? Cái gì vậy? Cái gì đấy? Sao? Lóc hút con luôn rồi. Rồi, xong. Hết vô được luôn rồi. Thế là nào? Là có nghĩa là bây giờ nếu mà mình lên quan á là mình chỉ kiện được củ khoai thôi, chứ không kiện được ai nữa đó. Trời ơi, cái này gọi là tiền mất tật mang nè. Tại bà đấy. Tự nhiên bảo tôi mua rồi bôi trắng như bạch tuyết. Bây giờ thì bà cũng muốn trắng như tôi. Tại bà đấy. Bình tĩnh. Mẹ với cô Hậu bình tĩnh. Mẹ với cô Hậu quên con là một người có kiến thức về uy tín hả? Con đã báo xấu cái trang này rồi, cái trang này sẽ sập ngay thôi. Sập. Ủa sao kỳ vậy? Gì vậy? Sao con mới vừa quánh sập trang này nó hiện trang khác nữa? Trời ơi, nó nhiều trang vậy đó hả? Mẹ ơi. Cái hệ thống này nhiều trang lắm mẹ ơi. Trời ơi, sập đánh hết. Nếu cần đập cái máy tính luôn. Giờ đập máy tính thì được, không nó sập hết được rồi, nó quá trời luôn rồi mẹ ơi. Bây giờ sao ta? Bây giờ phải làm sao? Mình phải có cái nào trừng trị cái hãng kem này mới chứ, vậy sao có được? Tôi bây giờ phải làm sao đây nè? Mình đang có một yếu tố gây sự ảnh hưởng ở trên mạng mà tại sao mình không sử dụng? Gì?
cô Hậu, tại sao không livestream bóc phốt hẳn kem trộn này, trong khi cô đang là người ảnh hưởng về cái tầm livestream? Tôi phải đưa cái mặt xấu xí này đi lên livestream á? Đúng rồi, bà phải cảnh báo mọi người. Cảnh báo mọi người để người ta đừng có muốn nghe tụi nó nữa. Không được, nhưng mà mọi khi người ta thấy mặt tôi đẹp cơ mà, bây giờ đưa cái mặt xấu như thế này làm sao được? Không, cái này là mình nói là do là mình xài kem tầm bậy mình bị thôi. Mình nói mọi người đừng có xài nữa. Đúng rồi. Không xài nữa thì sẽ quay lại là cô Hậu xinh đẹp như ngày xưa. Quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm. Bà livestream bóc phốt tụi nó. Được. Hậu này sẽ ra tay. Đó rồi, nhà này con ra làm like xuống nha. Hai ba like, nó còn đang like đó. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hậu. Hậu livestream chắc là quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Hôm nay tôi xin thông báo với mọi người một tin rằng là sở dĩ suốt 2 tuần qua Xuân Nhi Nhi của chúng tôi không lên livestream đó là vì một sự cố. Đứng cạnh bên tôi, đấy là bà Nhi Nhi, chủ của shop Nhi Nhi. Quý vị biết không, trong suốt 2 tuần qua, chúng tôi đã ngốc nghếch, ngu ngơ, ngây thơ, vô số tội để mà nghe lời cái bọn bán kem trộn ở trên mạng. Chúng nó bảo rằng là cái loại kem này bôi vào sẽ trắng như bưởi. Trong vòng 1 tuần lễ, xinh đẹp lung linh như bạch tuyết. Đây, nó đây nè mọi người. Trong kem còn có con ruồi nữa, kinh khủng chưa? Con ruồi lấy ra rồi, con ruồi bị lấy ra rồi. Con ruồi đã bị lấy ra rồi. Đấy, sau khi 1 tuần bôi kem, bây giờ gương mặt của chúng tôi đã trở nên như thế này đây. Thú thật với quý vị, bây giờ với gương mặt như thế này, tôi không dám đi ra ngoài đường luôn. Tôi cũng vậy, không dám ra ngoài đường luôn. Vâng, nhưng hôm nay chúng tôi mạnh dạn lên livestream như thế này để muốn thông báo với tất cả quý vị hãy tránh xa và tẩy chay trang Facebook Vua Kem Trộn, bởi vì bọn chúng là dân lừa đảo. Đúng rồi, nó lừa đảo đây. Cái hũ kem chúng đây. Đó. Cô Lucy, sợ xấu mà còn lên livestream nhìn cái mặt ghê. Bà Lucy, bà hả hê lắm đúng không? Bà coi như sự đau khổ của chúng tôi đúng không? Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành mong tất cả quý vị hãy tin lời chúng tôi nói. Vì bôi kem trộn của trang Facebook Vua Kem Trộn, cho nên gương mặt của tôi và bà chủ shop Nhi Nhi mới ra nông nỗi như thế này.